Wow, xin chào toàn thể tất cả anh em. Như vừa rồi em thông báo là có về được là một con bao cover đời model BM 2420. Đấy, con này thì anh em cảm mến với tình trạng là đẹp và rất là xuất sắc luôn các bác nha, rất đẹp luôn, hàng rất là mới nha. Với dòng này thì rất phù hợp cho tất cả bác ghép vào những dòng lô bô, đến những dòng lô bô 351, sinh 2, sinh 3, chung là tất cả các lô bô cho bác nha, đến rất là hay luôn. Cover BM 420, đấy, công tắc. Dòng này là dòng đời đằng Anh của những cái chiếc đời cover bây giờ nha bác nha. Riêng con này thì nó không có quạt gió nha, nó tan nhiệt bằng tan nhiệt qua hai bên hông. Đấy, em quay chi tiết cho tất cả bác cùng xem, rất đẹp luôn nha. Đấy, ở đây nó không có quạt nhưng mà cái vó nó vẫn để cái một cái quạt thoát nhiệt, là để cái vó này nó sẽ lắp lên là những cái đời cao hơn. Đấy, và nó sẽ nên đời cao hơn thì nhiều sò hơn thì nó sẽ gánh thêm quạt vào. À, chứ không phải là chỗ này có quạt đâu anh em nha, nó không có quạt. Tái nhiệt bằng quạt hai bên, bằng xương cá hai bên nha. Đây, cá vương model BM 420 Make in USA nha. Đây, Make in USA. Dòng này thì hai volume nó đằng sau nha. Đây, hai volume đằng sau. Đây, volume này nha bác nha. À, hai volume đằng sau nha. Đường tín hiệu vào sẽ gồm là đường 6 ly, nó không có canon. Và công suất của con này là 210W. Trạm lo còn mới tinh luôn nha. Đấy, điện là 110V. Công suất mát là 1000W nha. 1000W công suất rất là lớn. Rồi, hàng đã tông quang thì rất là đẹp nha bác nha. Rồi em đi tháo nắp và đi vào giới thiệu chi tiết cho bác bên phía bên trong sản phẩm. Đây là phía bên trong nha. Nó sẽ sử dụng là tăng phô nha bác, tăng phô. Và con này thì hai ví bên này thì nó sẽ gồm 6 con sò, trong đó con này là 12 con sò trường tôi sẽ bao lớn nha. Đấy, cover này, tất cả bộ mặt cover USA này rất là chất lượng nha bác. Các bác nhìn linh kiện rất là nhiều luôn. Đó, mặt thì sáng sạch đẹp nha, linh kiện cực kỳ là nhiều nha bác nha. Những dòng cover thì nó rất là tắt và chất âm của nó thì không bị bằng, quá đẹp. Đây là đồ phát viên trong tổng quan nha bác nha. Ok luôn. Sò này các bác, sò tường Toshiba. Quá đẹp luôn. Rồi thì con này là bác nào mua về karaoke nghe nhạc thì rất tuyệt vời, ghép với những dòng lo bô, lo Mỹ, JB, vân vân thì các bác alo em, giá chỉ là 5.500.000 nha bác, 5.500.000 bên em đã bao ship cho tất cả bác nha. Bác nào chốt thì alo em. Hàng quá đẹp luôn bác, cực kỳ là chất lượng nha. Cover BM 420, 420 dàn tín hiệu trước và volume đằng sau, và đường và chạy là 12 con sò, công suất là 210W, công suất mát là 1000W, giá là 5.500.000 bao ship. Bác nào có nhu cầu thì alo cũng không qua số điện thoại trên màn hình. Các bác không ủng hộ thì không ủng hộ sản phẩm thì hãy ủng hộ về tinh thần, cách đăng ký kênh cũng như là chia sẻ và nhấn vào chuông để theo dõi những theo dõi và tham khảo những cái video, những sản phẩm mới nhất của Hồng đăng lên. Rồi, em cũng rất chân thành cảm ơn tất cả các bác đã quan tâm và theo dõi kênh âm thanh của Hồng thời gian qua.
Vâng, em xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bác ạ.